Tôi đại diện viện kiểm sát. Tôi là luật sư Hồ Nguyên Lễ. Thành viên công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tín Nghĩa thuộc đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đến phiên tòa hôm nay là để tham gia tố tụng bào chữa cho bốn bị cáo. Tôi xin hỏi hội đồng xét xử là xin phép tôi bào chữa luôn cho bốn bị cáo vì trong cái bài phát biểu tôi là dành hết cho bốn bị cáo. Xin hội đồng xử cho ý kiến ạ. Luật sư bào chữa luôn cho bốn bị cáo đúng không? Ba bị cáo thì sao đúng đây? Các bị cáo đề nghị luật sư bào chữa trước hay là các bị cáo bào chữa? Luật sư bào chữa đúng không? Ba bị cáo bào chữa. Luật sư làm việc đây. Thưa hội đồng xét xử, thưa đại diện viện kiểm sát, thưa các luật sư đồng nghiệp, thưa tất cả các vị đang dự phiên tòa. Tôi đến đây với tư cách bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng, cho bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, cho bị cáo Lê Thị Thu Hà, cho bị cáo Huỳnh Công Tân. Thưa tất cả quý vị, đây là một vụ án đặc biệt, lần đầu tiên xử lý một vụ án được xem gọi là live stream trên mạng xã hội. Sau đây tôi xin phát biểu bảo vệ quyền lợi hợp pháp bào chữa cho các bị cáo như sau. Vào ngày 17 tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng số 445 thay thế cho cáo trạng 236 truy tố các bị can Nguyễn Phương Hằng, bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, bị can Lê Thị Thu Hà, bị can Huỳnh Công Tân. Và tòa vẫn đảm bảo luật sư, tòa vẫn đảm bảo thời gian cho luật sư. Tuy nhiên chủ tọa lưu ý thế này nè, đối với bị cáo Hằng và ba bị cáo là nhân viên của bị cáo Hằng, tại tòa ngày hôm nay các bị cáo đều thừa nhận hành vi cáo trạng truy tố không oan sai và đều xin xem xét. Luật sư tập trung vào cái phần các bị cáo nhận để tránh mất thời gian cũng như tránh bất lợi cho các bị cáo. Tập trung thứ nhất là thống nhất quan điểm truy tố về tội danh hay không, thứ hai nếu thống nhất thì đề nghị xem xét vấn đề gì, tập trung ngắn gọn. Thưa luật sư, tôi đã nắm được vấn đề và tôi xin trình bày. Thưa đồng luật sư, với cáo trạng của viện kiểm sát đã xác định tội danh của các bị cáo là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại khoản 2 điều 331 của luật hình sự. Tuy nhiên thì các đương sự đều hầu hết được có như là ông bà Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Quân, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thị Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Trương Việt Hà, thì hầu hết đều có nội dung xác định bị cáo và có hành vi là lầm người khác. Tuy nhiên, căn cứ theo hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy rằng về mặt hành vi, khách quan của tội phạm, các thân chúng tôi chỉ dùng lời nói, bình luận, phản ứng lại đối với những người liên quan, bởi họ đã có lời nói, bình luận trên không gian mạng đối với các thân chủ của tôi. Thực hiện hành vi, lời nói, bình luận của mình thông qua Internet, coi như đó là một phương tiện để thực hiện hành vi. Về mặt khách thể tội phạm, hành vi khách quan của các thân chủ tôi và xúc phạm nghiêm trọng đến các uy tín những người mà họ đã có những lời nói trước xúc phạm tới thân chủ của tôi. Về mặt chủ quan thì xuất phát từ các phát ngôn hay hành động không chuẩn mực của một số người liên quan và cũng có dấu hiệu xâm hại đến uy tín danh dự của cá nhân thân chủ của tôi và bị các bị cáo quỹ từ thiện Hàng Hữu và công ty cổ phần Đại Nam nên làm cho thân chủ tôi và bị cáo Hằng có phần nào bị kích động dẫn đến hành vi vi phạm như cáo trạng đã nêu. Về mặt chủ quan, tôi kính đề nghị hội đồng xét xử xem xét đánh giá toàn diện hành vi của các thân chủ và xác định có tội phạm để có công tác đúng quy định. Về những vấn đề đánh giá về vai trò đồng phạm và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, về tính chất vụ án, hành động của các bị cáo đơn thuần là xuất phát từ các mâu thuẫn cá nhân thông qua việc đấu khẩu trên mạng xã hội. Trong đó chúng tôi cũng cần nhấn mạnh rằng
việc và thân của tôi muốn đi tố cáo hành vi của ông Võ Hoàng Yên đã chiếm đoạt tiền của bị cáo, và cũng kêu gọi nghệ sĩ Hoài Linh có một sự đồng cảm để lên tiếng cùng bị cáo. Tuy nhiên sau đó thì chính vì bị cáo cũng đã cảnh báo đối với chính ông Hoài Linh về cái việc mà không giải ngân khoản tiền 14 tỷ đối với tiền từ thiện. Và sau đó thì chính nghệ sĩ Hoài Linh thì cũng đã giải ngân 14 tỷ cái tiền từ thiện này. Như vậy là hành vi nói của bị cáo tôi là có đúng và đúng sự thật. Thank you.
để cho hai bên có việc tốt hợp với nhau và dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Từ kết luận trên, để sẽ thấy xác định rằng cơ sở là thân chủ tôi và bị cáo Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm đã phạm tội trong tình trạng bị kích động về mặt tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra, nên được xem là một tính tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm E khoản 1 điều 51. Tình tiết thứ ba được quy định tại điểm V khoản 1 điều 51. Bị cáo Nguyễn Phước Hằng là người tham gia thành lập quỹ từ thiện Hàng Ngũ với mục đích và khuyến khích phát triển giáo dục y tế từ thiện nhân đạo giúp trẻ em bị bệnh tim, trẻ em nghèo, cung cấp oxy, găng tay phòng chống dịch chống Covid, được tặng thưởng nhiều bằng khen của Ủy ban nhân dân Bình Dương, bằng khen của Ủy ban nhân tỉnh Bến Tre, kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có nhiều giấy khen và thư cảm ơn của nhiều cơ quan tổ chức khác. Bản thân bị cáo Hằng là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, là giám đốc điều hành của quỹ từ thiện Hàng Ngũ, có nhiều điều hành hoạt động từ thiện, đóng góp rất nhiều tình cảm vật chất cho hàng ngàn trẻ em, hàng chục công trình có ý nghĩa từ đường xá, cầu cống, trường học, nhà thể dục thể thao, chùa chiền, vân vân. Theo nghị quyết của Hội đồng thẩm phán số 01 năm 2000 của Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác là người đặt tận hưởng huy chương, bằng khen, bằng lao động sáng tạo hoặc có sáng chế văn minh thì được áp dụng theo tình tiết này. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng có cùng quan điểm với Tòa án Nhân dân tối cao, được đưa tại cổng thông tin điện tử của Viện Kiểm sát Nhân dân cao đã thời rằng tình tiết là người phạm tội có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập, được công tác được quy định tại điểm V khoản 1 điều 51 là được áp dụng theo như tinh thần tại nghị quyết 01 năm 2000 của Tòa án Nhân dân tối cao. Như vậy, trong tay tôi là có tổng hồ sơ. Đây là bản sao kê của quỹ từ thiện Hàng Ngũ đã có hơn 472 tỷ đồng hoạt động trong khoản từ thiện. Tất cả các con số này được viện dẫn trong tập tài liệu này. Đây là những tâm huyết, những tình cảm của bị cáo Nguyễn Phương Hằng dành cho hoạt động từ thiện của mình. Ngoài ra, với tư cách là tổng giám đốc điều hành công ty cổ phần Đại Nam, đã tác động tới hội đồng quản trị của công ty cổ phần Đại Nam dành toàn bộ phần lợi nhuận của công ty cổ phần Đại Nam cho hoạt động từ thiện. Đây là sự đóng góp vô bờ bến của bị cáo Nguyễn Phương Hằng trong các hoạt động từ thiện xã hội của mình. Do đó, tôi đề nghị hội đồng xét xử nên áp dụng tình tiết V khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Tình tiết 4 được quy định tại điểm T khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo Hằng là người có đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đối với đối tượng Thái Văn Đường. Hiện nay, đối tượng Thái Văn Đường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt xử lý theo quy định pháp luật. Trên tay tôi có phi bằng và thư được gửi cho Bộ Công an để yêu cầu xử lý đối với đối tượng Thái Văn Đường và chúng tôi cũng thính nộp cho Hội đồng xét xử xem xét. Mặt khác, xin Hội đồng xét xử lưu ý, từ một số phát ngôn bị cáo Hằng như là yêu cầu các cá nhân công khai minh bạch khi quyên góp tiền từ thiện, sự lên tiếng của bà Hằng như là sự đóng góp hơn thêm tiếng nói của người dân, từ đó mà chính phủ đã ban hành nghị định 93 năm 2020 nói về công tác từ thiện, tiếp nhận, phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp, trong đó có hoạt động của cá nhân thì cũng từ một phần nào đó sự đóng góp tiếng nói của bà Nguyễn Phương Hằng. Hoặc như khi bị cáo Hằng phản ánh về tệ nạn quảng cáo thực phẩm chức năng thuốc men trên mạng xã hội tràn lan ảnh hưởng tới sức khỏe chung của người dân, thì Thủ tướng Chính phủ thời điểm đó cũng có sự chỉ đạo của việc rà soát các quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với các nghệ sĩ tham gia quảng cáo. Hoặc hoạt động mê tín dị đoan từ thiện cũng được các cơ quan chính quyền xử lý kịp thời. Cụ thể là báo Nhân dân điện tử cũng đã có đăng tin về sự bất cập của
thiện, quyên góp cá nhân với bài viết minh bạch trong hoạt động từ thiện được đăng vào ngày 10 tháng 9 năm 2021, tác giả là Thành Nam. Tôi cũng xin cung cấp cho hội đồng xét xử, đây là bài viết được đăng trên báo Nhân dân điện tử về công tác từ thiện mà tôi đã chú trọng được. Như vậy, đây là cơ sở để xác định thân chủ tôi là bị cáo Nguyễn Phương Hằng cũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ, là người phạm tội tích cực giúp đỡ cho các cơ quan có trách nhiệm phát hiện và điều tra tội phạm được quy định tại điểm T khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Tình tiết 5 được quy định tại điểm T khoản 1 điều 51. Hiện tại thân chủ tôi đã có các đơn nộp trực tiếp cho hội đồng xét xử trước ngày xét xử, đơn đề nghị khắc phục hậu quả, gửi đến tòa án để xin tự nguyện nộp một khoản tiền để khắc phục các hậu quả nếu như có xảy ra. Tại phiên tòa hôm nay, các đương sự đã rút đi yêu cầu bồi thường thiệt hại về mặt vật chất. Tuy nhiên, viện kiểm sát cũng có đề nghị là xem xét tới phần bồi thường về mặt tinh thần. Trong đó là bị cáo Nguyễn Phương Hằng là có trách nhiệm cao hơn so với các bị cáo khác. Vậy đây là một cơ sở mà thân chủ tôi đã có nguyện vọng với tinh thần là tự nguyện, tự giác đã nộp đơn cho tòa trước khi xét xử đề nghị được hưởng cái tình tiết giảm nhẹ này bằng cách khắc phục hậu quả. Đây là một sự ý thức từ trong nhận thức của bị cáo, của các bị cáo Hằng, bị cáo Nhi, bị cáo Hà, bị cáo Tân. Đây là sự nhận thức từ đáy lòng của bị cáo trước khi phiên tòa xét xử, và nó cũng phù hợp với cái đề nghị của viện kiểm sát ngày hôm nay. Do đó đề nghị hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo được nộp một khoản tiền để khắc phục hậu quả theo như lời đề nghị của viện kiểm sát, và việc khắc phục này xảy ra trước khi hội đồng xét xử nghị án. Như vậy tôi đề nghị hội đồng xét xử tạo điều kiện và áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ là điểm B khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Về các tình tiết giảm nhẹ khác ở khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa đại diện viện kiểm sát, kính thưa các luật sư đồng nghiệp. Các bị cáo tôi là có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự, chấp hành tốt chính sách pháp luật tại địa phương. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Tê Thị Thu Hà, Quỳnh Công Tân có nơi cư trú rõ ràng, có nơi làm việc ổn định, được cơ quan các tổ chức giám sát giáo dục. Trong đó thì có Nhi có hai con và con nhỏ là sinh năm 2020, bị cáo là trụ cột của gia đình. Đối với bị cáo Hà thì cáo Hà lại là người mẹ đơn thân đã ly hôn từ năm 2007 đến nay và tự mình đang nuôi con. Đối với bị cáo Tân thì hoàn cảnh cũng rất khó khăn, theo đơn anh ruột của bị cáo vừa mới mất, hiện nay bị cáo chính là người duy nhất trong gia đình để chăm lo. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân hiện nay đều đang công tác và lao động ổn định tại doanh nghiệp là công ty cổ phần Đại Nam. Công ty cổ phần Đại Nam nơi các bị cáo đang làm việc cũng có văn bản được xin bảo lãnh và được đề nghị cho các bị cáo hưởng một mức án thấp nhất có thể. Trong đó có bị cáo Huỳnh Công Tân đã gửi kèm thêm về các thành tích lao động của mình trong kỳ vừa qua. Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình nên cần được tiếp tục lao động nhưng vẫn được chấp hành hình phạt. Thưa hội đồng xét xử, đối với việc bồi thường về vật chất thì tôi như trình bày là hiện nay là các đương sự đã rút hết tất cả các yêu cầu, và đối với riêng trường hợp của việc của người có quyền lợi như người liên quan là chị Lan thì viện kiểm sát cũng đã bác yêu cầu, thì tôi vẫn giữ nguyên quan điểm là bác yêu cầu này.
tích đó đã nhận được sự tài trợ của quỹ Hằng Hữu. Bằng sự điều hành kịp thời của bà Hằng với tư cách là giám đốc quỹ Hằng Hữu thì hàng ngàn trẻ em đã được mổ tim, mổ não của quỹ. Với tư cách là giám đốc điều hành công ty Đại Nam thì bà đã chỉ đạo cho hội đồng quản trị thực hiện việc nhiều thiện nguyện. Từ những đó trên mà Đại học Apollo đã trao cho bà Nguyễn Phương Hằng học hàm giáo sư danh dự. Từ đó bà đã tổ chức nhiều show nói chuyện về giới, về giới nữ, về đời sống của gia đình, của xã hội. Thời đó bà cũng giới thiệu về quỹ từ thiện Hằng Hữu, quỹ mổ tim và đến rất nhiều ca bệnh đã được giúp đỡ từ quỹ Hằng Hữu của bà. Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, muốn cho nhân dân cảnh giác được việc tiền bị mất tật lại mang, không bị mộng mị trước những hành động mê tín dị đoan, nên bị cáo đã có những phát ngôn vượt quá giới hạn cho phép, vi phạm pháp luật. 18 tháng qua, bị cáo bị tạm giữ trong trại giam. Bị cáo đã không hiểu được những hành vi vi phạm của mình. Thời gian đó đã đủ cho bị cáo nhận thức về hành vi của mình. Theo như tài liệu có trong hồ sơ vụ án, tại đơn xét ngày 27 tháng 4 năm 2003 ở luật 326, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã biết tôi nhận thấy có những hành vi của tôi vi phạm pháp luật, tôi vô cùng ân hận. Vì vậy, tôi xin lỗi đảng và nhà nước và các cấp chính quyền. Tôi mong các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giảm hình phạt để tôi có cơ hội sớm về với gia đình. Sự phấn đấu để thành công dân tốt, để có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, đó là đặc biệt là cho quỹ Hằng Hữu. Như vậy, tôi đã thay mặt cho bị cáo nói lên cái lời xin lỗi của bị cáo đối với đảng, nhà nước, các chính quyền vì những hành vi của bị cáo trong thời gian qua. Từ các phân tích trên, tôi đề nghị và kính mong hội đồng xét xử xem xét và viện kiểm sát cũng có ý kiến về mức hình phạt cho các thân chủ của tôi như sau. Áp dụng điểm T, điểm E, điểm F, điểm T, điểm V khoảng 1, điều 51, điểm A, điểm G khoảng 1, điều 52, điều 54, điều 58, bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng bằng thời gian tạm giam mà bị cáo đã chịu trong 18 tháng qua. Với mức hình phạt này là quá đủ cho bị cáo nhận thức được hành vi của mình. Áp dụng điểm P, điểm E, điểm F khoảng 1 điều 51, điểm A, điểm G khoảng 1 điều 52, điều 54, điều 58, điều 65 của bộ luật hình sự, xử phạt cho các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Nguyễn Thị Thu Hà, Quỳnh Công Tân ở các bị cáo này bởi đủ điều kiện áp dụng theo nghị quyết 01 năm 2002 được hưởng án treo để đảm bảo sự đóng góp của các bị cáo và tạo cho các bị cáo có thêm cơ hội được về với gia đình, được chăm sóc gia đình và cống hiến cho xã hội.